Thưa quý vị, ngày 3 tháng 11, Công an huyện Tân Biên tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nghĩa, 51 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là bà HTTH, 47 tuổi, vợ của đối tượng Nghĩa. Trước đó, Công an xã Tân Lập nhận tin báo trên địa bàn xảy ra vụ án trong dùng xăng đốt vợ, đã triển khai lực lượng phối hợp với đội nghiệp vụ công an huyện Tân Biên đến gây hiện trường tiến hành điều tra xác minh và đưa đối tượng Trần Văn Nghĩa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận khoảng 19 giờ 20 phút ngày 1 tháng 11 năm 2023, khi Nghĩa đi nhậu trở về nhà thì hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghĩa lấy xăng tạt vào người vợ rồi cầm hộp quẹt bật lửa để hù dọa. Nhưng lúc này, lửa vượt lên người bà H làm bà bị cháy. Thấy vợ bị cháy, đối tượng nghĩa cùng người thân đưa bà H đến bệnh viện cấp cứu. Qua điều trị, bệnh viện đa khoa tỉnh xác định bà H bỏng mức độ 2, diện tích bỏng khoảng 43%, hiện sức khỏe đã dần ổn định. Hiện vụ việc, công an huyện Tân Biên đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.